Chương trình này được bảo trợ bởi tại McDonald's, chọn hai bánh giữa McChicken, McDouble hay Hot and Spicy McChicken chỉ có $3.50. Lone Factory 714-444-9999, đừng bỏ lỡ. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng trong chương trình Cà Phê Sáng cùng với Như Huyền và Lê Thái. Và kính thưa quý vị, phần này là phần 3 thì Như Huyền và Lê Thái vẫn tiếp tục đưa đến quý vị những thông tin thú vị chung quanh chúng ta. Căn bệnh ung thư não là một cái căn bệnh mà chúng ta biết là ai mà dính vào rồi thì rất là khó mà thoát ra. Tại vì ung thư giống não như là bản án tử hình vậy. Giống như cái bản án tử hình mà nó kéo dài rất là lâu, mà cái người mà bị ung thư não đó, người ta phải chống chọi, người ta phải chịu đựng những cái đau đớn mà về thể xác lẫn tinh thần. Có nghĩa là nó bị ảnh hưởng trực tiếp lên cái não bộ người ta. Lê Thái cũng đã từng chứng kiến một số người ta khi mà người ta nhận được những cái tin về khi mà người ta cập cái tờ giấy, người ta nói là người ta bị cancer, brain cancer. Đó là một cái thông tin giống như là chết điếng vậy thưa quý vị. Và biết rằng là khi cái căn bệnh ung thư nào mà không biết, nhưng mà riêng cái ung thư não là chúng ta thấy rằng là rất là khó, có khi mà được cứu sống. Có thể là can thiệp một số vấn đề giống như hóa trị, xạ trị, và bác sĩ vẫn can thiệp một số cái thao tác khác, nhưng nó vẫn kéo dài mạng sống của bệnh nhân một cái thời gian nào đó thôi. Nhưng mà rất là hiếm mà có những bệnh nhân nào mà thoát khỏi cái căn bệnh ung thư não đâu. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Như Huyền và Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin khá lạc quan, khá vui ở trong ngày hôm nay về cái căn bệnh ung thư não. Đó là các nhà khoa học ở Mỹ đã phát triển ra một cái loại mũ, kính thưa quý vị, và cái loại mũ này có thể tạo ra từ trường để tấn công tế bào ung thư. Và lần đầu tiên cái loại mũ này được thử nghiệm thành công ở trên con người. Và cái nhóm chuyên gia tại Viện Thần Kinh Học Giám Lý ở Đại học Houston đã sử dụng cái mũ từ trường này để thu nhỏ 1/3 cái khối u não của một bệnh nhân ngay tại nhà thưa quý vị. Và theo tờ IFL Science hôm ngày 27 tháng 7 vừa qua đưa tin, đây là lần đầu tiên thử nghiệm này thực hiện trên người, và người ta cho thấy rằng là một phương pháp mới tiềm năng, và với cái khối u mà không lớn, khối u nó không lớn ra khi mà người ta điều trị ung thư não khi mà ta sử dụng cái mũ này. Và nghiên cứu mới này được đăng trên cái tạp chí Frontier in the Oncology, và bệnh nhân được thử nghiệm là một cái bệnh nhân năm nay đã 53 tuổi. Ông bị u nguyên bào thần kinh đệm tái phát vào giai đoạn cuối và đã trải qua phẫu thuật nằm hóa trị liệu và liệu pháp gene để thử nghiệm, nhưng mà không thành công trước khi mà tham gia cái nghiên cứu mới này. Và tiên lượng của u nguyên bào thần kinh đệm hiếm khi tích cực, và thời gian sống tối đa thường là chỉ kéo dài 2 năm, và tỷ lệ sống là sau 5 năm chỉ là 4% trên con người thôi, nhất là những người sau 50 tuổi thưa quý vị. Và mũ từ trường này ban đầu được phát hiện để sử dụng trên con chuột, và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ là FDA thưa quý vị cho phép sử dụng cái thiết bị này trên bệnh nhân vì lý do nhân đạo. Khi người này tái phát ung thư vào tháng 8 năm 2019 thì vào tháng 4 năm 2020 ông đã bắt đầu điều trị bằng cái phương pháp này. Sau 36 ngày, chỉ hơn 1 tháng thôi, khối u này đã nhỏ đi 31%. Tuy nhiên thì bệnh nhân đã tử vong do một tổn thương không liên quan ở đầu sau đó không lâu. Nhờ sự dũng cảm của bệnh nhân và gia đình nên các bác sĩ mà trong cái đại học vừa qua người ta phát triển cái mũ này thưa quý vị, người ta có thể thử nghiệm và xác minh hiệu quả tiềm năng của cái liệu pháp điều trị u nguyên bào thần kinh đệm không xâm lấn đầu tiên trên thế giới. Và theo bác sĩ David Paskin là bác sĩ phẫu thuật thần kinh tại Bệnh viện Giám lý của Houston, ông chia sẻ rằng là mũ bảo vệ này được sử dụng từ trường dao động để làm gián đoạn cái quá trình vận chuyển các electron, hạt mang điện tích âm trong ti thể. Nó giống như là một cái nhà máy năng lượng thưa quý vị, giống như một cái nhà máy năng lượng của một cái tế bào vậy. Và kết quả là cái tế bào u nguyên bào thần kinh đệm nó bị giết chết, trong khi đó thì những cái tế bào mà khỏe mạnh hơn lại không bị tổn hại một chút nào. Và chiếc mũ gắn 3 cặp 500 này nó xoay kết nối với lại pin, và có thể chúng ta có thể sạc lại trong quá trình chúng ta sử dụng. Và từ trường phát ra từ những cái 500 này thưa quý vị, nó được truyền từng đợt trong 2 tiếng đồng hồ dưới sự giám sát tại phòng khám. Sau đó thì cái người nhà của người bệnh nhân này thưa quý vị giúp lại theo dõi cái mũ này ngay tại nhà, và có thể sạc lại nếu như mà nó hết pin, và truyền tối đa là 6 tiếng đồng hồ mỗi ngày cho cái bệnh nhân khi mà người ta chữa bệnh u não bằng cái phương pháp đội cái mũ này. Và cái quy mô thử nghiệm này rất nhỏ nên đây không phải là một cái kết luận chắc chắn thưa quý vị. Tuy nhiên thì thử nghiệm cũng mang lại cái hy vọng cho việc tìm kiếm các liệu pháp mà người ta sẽ điều trị u nguyên bào thần kinh đệm mới mẻ trong tương lai, và những cái khối u nó sẽ không phát triển trong việc điều trị ung thư não trong thời gian sắp tới
tới, và hy vọng rằng cái phương pháp này nó sẽ mang lại những cái điều tích cực, những cái kết quả tích cực mà con người ta đang mong muốn để mà chữa cái căn bệnh ung thư não của những người mà đang phải chống chọi, đang phải gánh chịu những cái căn bệnh rất là quái ác này. Yeah. Đây cũng là một tin vui cho những ai mà bị bệnh ung thư não, thưa quý vị. Và bản tin tiếp theo đó là một người đàn ông và phụ nữ đã bị bắt tại tiểu bang Maine sau khi phát hiện ra cocaine mà được làm theo cái dạng bánh cake đó, thưa quý vị, ở trong xe. Thì theo cơ quan thực thi ma túy, đó là ở tiếng Mỹ gọi là DEA, dịch ra có nghĩa là Drug Enforcement Agencies, và tiếng Việt dịch ra là cơ quan thực thi ma túy ở tiểu bang Maine. Và hành động đã được đưa ra, những cái người DEA này họ được một cái người mà ẩn danh không có tên thông báo, và các đặc vụ đã chặn chiếc xe theo dọc freeway I-295 vào thứ ba vừa rồi. Và MDA cho biết MDEA có nghĩa là của cái thành phố Maine đó, thưa quý vị, cho biết họ đã sử dụng một cái máy gọi là K9 đánh hơi ma túy, và họ đã thấy được cái chất ma túy trong cái bánh này. Và họ cho biết ở bên trong cốp xe họ đã tìm thấy 4 pound cocaine với giá trị tiền mặt là 1.900 tiền Mỹ Kim tiền mặt. Thì họ cho rằng đây là cái số tiền đã thu được từ việc bán ma túy bất hợp pháp. Và một số cocaine đã được tìm thấy trong xe, ép thành một cái khối bánh và bọc trong bao bì như là cái bánh ở trong hình mà quý vị cũng thấy. Và Peter Arnold nói với CNN rằng là cái bánh, được miêu tả cái bánh này làm thành một cái bánh mà họ làm ở bên trong á, là cocaine, nhưng ở trên là cà phê thật để mà làm bay cái mùi cocaine đi. Nhưng mà vì cái máy của họ là K9 thì cái máy đó nó rất là kỹ, nó rất là high technology, thì nó sẽ nhận ra được tất cả những cái mùi là cocaine hay là không. Mặc dù cái này là họ chưa đem những cái con chó tới, những con chó mà sử dụng mà được đi để mà tìm drug, là tìm những cái cocaine, thì họ cũng sẽ tìm ra thôi. Và theo các đại lý kiểm tra cho biết là hàng những chiếc xe này nó di chuyển cocaine thường xuyên đi đến những cái cửa hàng bán lẻ ở trong cái quận hạt Kennebec và Somerset, và tổng giá trị họ ước tính là khoảng $200,000 mỗi tháng mà họ vận chuyển cocaine đi đến những cái thành phố này. Và MDEA cho biết các nghi phạm đã bị đưa đến nhà tù quận Kennebec và bị buộc tội buôn bán ma túy theo tội danh loại A. Và Arnold cho biết rằng là nếu bị kết tội thì họ có thể đối mặt với án tù là 20 năm. Sở cảnh sát của Wilson và cảnh sát tiểu bang Maine và điều tra an ninh đã hỗ trợ và trong cái cuộc này, và họ đã tìm được một cái nguồn ma túy mà họ đã làm bằng bánh và được deliver và được đưa tới những cái thành phố này hàng tháng, và cái tổng giá trị số tiền lên rất là nhiều. Mà họ đưa như vậy nhiều thì biết bao nhiêu người ta đi mua mỗi tháng, mỗi ngày hả? Những cái tay mà buôn bán ma túy này nọ đó, em phải công nhận là nghĩ ra đủ cách để mà nó đi mua ma túy. Đủ mọi cách thôi, thưa quý vị. Mỗi ngày thì quý vị thấy là những cái thông tin về những cái cảnh sát phòng chống ma túy, mà phòng chống hình sự nè, cũng như là bắt những cái tội phạm về ma túy ở Hoa Kỳ của chúng ta, cũng như tất cả các nơi khác ở tất cả các nước ấy, thì người ta mỗi ngày người ta phải đối mặt với những cái vấn đề hết sức là bức xúc, bởi vì hàng ngày những cái tội phạm ma túy mafia này nọ nó tinh vi hơn. Và nó có nhiều cái cách để mà nó buôn bán ma túy một cách rất là táo bạo hơn mà tinh vi. Nó qua mắt được những cái những cái giới mà giống như là hải quan, cũng như là những cái người mà trong cái ngành cảnh sát trong phòng chống ma túy. Thì chúng ta thấy là càng ngày thì cái lượng ma túy nó càng được vận chuyển, tuy á là nó bị càng ngày nó càng bị diệt, nhưng càng ngày nó càng bành trướng, nó phát triển, bởi vì ngày càng ngày với cái công nghệ hiện nay thì nó càng tinh vi. Như một cái chiếc bánh cake này thì hỏi chị làm sao mà ai có nghĩ rằng ở trong đó nó chứa cocaine. Nếu không có máy sao mà biết được. Thật sự là nếu như không có máy soi thì không thể nào biết được là trong đó có cocaine. Và hiện nay thì một số người khi người ta di chuyển bằng cái đường hàng không, một số người khi giống như là Lê Thái Như Huyền, là tất cả quý vị, mà khi mà chúng ta đến mà sân bay mà chúng ta gặp một cái người nào đó lạ mặt hay là người quen này chẳng hạn đi, mà có gửi một cái món đồ nào đó cho chúng ta, hay là cầm một cái món đồ nào ở đâu đó thì hoàn toàn là quý vị cũng không nên cũng cầm. Đó là những cái khuyến cáo mà hầu như là ra rã hàng ngày mà tất cả mọi người ta vẫn đưa đến những cái thông tin đó cho quý vị, có nghĩa là chúng ta cầm bớt đồ của ai
cho dù cầm một cái chai nước thôi cũng không nên luôn. Đôi lúc rớt ở trong. Dạ có, bị rồi. Đã rất là nhiều người bị rồi. Thưa quý vị, cái chai nước suối đó nó làm sao mà ở dưới là chúng ta thấy vẫn có nước, phần trên phía nước, nhưng phần giữa đó nó lại là chứa heroin, chứa ma túy và nó gắn lại với nhau giống như một cái chai nước bình thường, giống như một chai nước suối. Nhưng mà những cái ông bà lớn tuổi hay những người mà người ta không có tinh mắt, khi người ta nhìn vào đó người ta tưởng giống như là một cái chai nước suối bình thường. Nhưng thật sự trong cái chai nước đó nó chứa cocaine, và khi mà chúng ta cầm qua cửa hải quan, tất nhiên là khi mà chúng ta cầm qua là chúng ta thua rồi. Chúng ta không nói gì được, tại đích thân tay chúng ta cầm, hay là khi mà chúng ta không có kéo cái dây kéo của vali của chúng ta, mấy cái chips hay là mấy cái giỏ sách đó, mấy cái handbag của chúng ta, mà chúng nó bỏ cái những cái heroin hay bỏ những cái nào mà chúng ta muốn đem qua bên cửa hải quan đó, thì hoàn toàn rất là dễ dàng mà để mà chúng ta mắc những cái lỗi mà chúng ta hoàn toàn chúng ta không mong muốn. Thật là vô duyên hả? Dạ đúng rồi. Và cảm ơn chị Như Huyền đưa đến thông tin ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chương trình vừa rồi đã kết thúc phần 3 cà phê sáng cuối tuần. Như Huyền và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại của đài.